xin kính chào các bác nhá. Vâng, buổi tối ngày hôm nay em lại tiếp tục làm cái clip giới thiệu cặp loa mới về. Thì cặp loa này là cặp loa Mỹ các bác ạ. Các bác nào mà chơi đồ Mỹ chắc là có bác nhìn được không lạ về cặp loa này. Trước khi vào cái nội dung chính thì em cũng xin phép có ý kiến là bác nào đang xem clip của Nguyên Khôi thì các bác chưa đăng ký kênh của Nguyên Khôi thì các bác vui lòng ấn cho em nút đăng ký kênh ở phía bên dưới để cập nhật những sản phẩm thường xuyên mới nhất của Nguyên Khôi đưa về, để các bác là bác nào hợp món nào để alo cho em. Thì cũng không thể các bác đợi lâu thì em vào luôn nội dung ngày hôm nay, là em đang test cặp loa AR của Mỹ. AR này là mang model là AR48B nha các bác nhé. Đây là cặp loa là cũng là tương đối to. Đấy, sở hữu là loa 3 đường tiếng. Đấy, 3 đường tiếng, trong đó là con bass 25 và một con loa chung, một cặp loa chung là 10cm và một tép đo. Cặp loa này thì em đang ghép với cả cái âm ly của Pháp. Đây là em chỉ ghép tạm thôi. Em chỉ ghép là test cho các bác thôi. Còn bác nào mà nghe cảm thấy hợp tai thì các bác có thể bê cả bộ cũng được. Em quay cận cảnh cho các bác xem. Đây e căng của nó là e căng zin đấy các bác nhá. E căng zin, e căng nhựa, zin nguyên bản. Dòng này thì cho các bác có thể là giặt rũ thoải mái nếu mà bẩn. Đấy. Về thùng thành quách thì cũng rất đẹp các bác nhé. Thành quách góc cạnh, mặt trước là phào chỉ Bombay. Về model là các bác nhìn này, đây là AR48B, đây là con loa, đây là con loa tép, loa đây là loa chung 10cm và một con loa bass là 25cm. Ở ngoài là gân mút thì các bác nhé, về Việt Nam đều phải thay gân hết rồi. Đây là gân đã thay, vì là dòng AR mà gân mút này về Việt Nam thì đều là bị mủn hết gân. 10 cặp thì thay cả 11 các bác nhé. Cái dòng này thì các bác không lạ rồi, tem phía trước vẫn còn nguyên tem nhôm. Đấy, model USA em quay tương đối cận cảnh để các bác nhìn quan sát tất cả các tuyến loa còn căng mọng nha các bác nhé. Lúm gân không bị mót méo hay là không bị vấn đề gì cả. Loa thì em bao zin cho các bác luôn. Chiếc bên này cũng vậy, chiếc bên này cũng vậy. Đây, model 48B, hoa tép còn rất đẹp, căng mọng luôn. Hoa chung, hoa bát, các tuyến loa còn rất đẹp các bác nhé. E căng của chiếc bên này đây, e căng zin nguyên bản luôn. Để em quay đằng sau cho các bác. Cặp loa này có kích thước cũng tương đối to đấy ạ, cũng không phải nhỏ đâu. Đằng sau thì thiết kế là cầu loa. Loa này không có lỗ thông hơi nữa các bác nhé. Cầu loa mà có tem loa là AR48B. Em xem cái này, cái này. Đấy. Tất cả cầu loa mà còn zin nữa các bác nhé. Cầu loa này còn sẽ cho phép các bác là cắm bắp chuối rồi càng cua rồi bắt trực tiếp, cuốn trực tiếp dây. Loa em test tất cả mọi cái sử dụng hoàn hảo là các bác nhé. Đôi loa là rất nặng, loa Mỹ như khác lòng Mỹ. Đôi này thì nghe nhạc vàng rồi các bác nhé. Lòng này nghe nhạc vàng rất là hay trong tầm giá. Bác rất là tốt, bát chép rất là tốt. Là âm ly của Pháp rất lạ này các bác nhá, rất là hiếm. Dòng này là dòng là RS TA 8000. Đấy, con này công suất rất là khỏe,
gần 400 watt đấy các bác nhé. Đi cặp riêng cái âm ly này các bác nhìn cái mặt mũi còn như mới tinh luôn, các bác nhìn xem không một vết cấn gạn nào cả, không một vết lông mèo nào cả. Giá cái âm ly này nó trên chục một tí thôi. Cái này thì em mới có cái giới thiệu cái âm ly này sau. Và em cũng báo giá luôn cho các bác về cặp loa AR48B là em bán với giá là 10 triệu. Đấy, rất hợp lý đối với mấy cặp loa AR48B này. Và nhìn rất đẹp luôn ạ. Loa không có một chút là tất cả tuyến loa còn đẹp, còn rất đẹp luôn. Đôi này rất phù hợp với dòng nhạc vàng. Và kích thước đôi này cũng tương đối to để em đo chỉ dây em trước để em đo luôn cho các bác về cái kích thước. Về kích thước cặp loa này để em đo luôn cho các bác. Với chiều cao của loa là 66 cm, 66 cm, chiều rộng là 36 cm các bác nhé. Để em đo chính xác rồi. Chính xác là 35.5 cm. Và chiều sâu là 27 cm. Các bác nhé, 27 cm là kẻ căng. Một đôi loa rất là hình thức rất là phù hợp với những căn phòng tầm 25-30 cm. Một đôi loa mà với tầm giá 10 triệu nghe nhạc vàng rất là hay. Đôi này bass rất là sâu, bass chung tép đều các giải, với tầm giá 10 triệu để mà chơi những đôi loa như này em nói nghĩ là rất là hợp lý, rất là hợp lý với một đôi loa đẹp và zin và nghe nhạc vàng rất là hay với cái tầm giá. Với âm ly phối ghép với cái dòng loa này thì các bác cứ dòng như dùng như âm ly Lichman hoặc là những cái âm ly hết kit, rồi là những âm ly cổ của hàng Nhật xuất Mỹ, rồi là âm ly châu Âu ghép cũng rất là hay. Dòng này cũng không phải là dòng khó ghép. Đấy. Vâng, em vừa rồi em vừa báo giá xong về cặp loa này. Bác nào mà có nhu cầu mà muốn sở hữu thì các bác alo cho em trực tiếp theo số điện thoại Nguyên Khôi Audio 0982922168 hoặc các bác kết bạn Zalo cho em theo số điện thoại trên. Em sẽ gửi đầy đủ thông số và hình ảnh cụ thể về loa thì em đã quay toàn bộ loa này mà các bác là không được gì phải không có gì phải chê trách cái cặp loa này cả, rất đẹp từ hình thức cho đến về chất âm. Đấy. Các tất cả các góc cạnh đều không cần cá cái gì nha các bác nhé, đẹp rất đẹp các bác, từ e căng còn zin. Vâng, em xin kết thúc video ở đây. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bác và rất là cảm ơn với cái sự quan tâm và ủng hộ của các bác trong thời gian vừa qua đối với là shop của Nguyên Khôi. Thì cuối cùng em xin kính chúc các bác là có buổi tối nghỉ ngơi vui vẻ bên gia đình. Em xin phép kết thúc video và chào các bác. Cảm ơn các bác rất nhiều.